Chào các bạn, hôm nay Phố Công Nghệ xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cái máy chấm công bằng khuôn mặt, vân tay và thẻ từ của hãng Hikvision. Máy chấm công này sẽ có mã là DSK1T341AMF. Máy chấm công này sẽ có cái chức năng chấm công bằng khuôn mặt rất là nhanh với tốc độ khoảng tầm 0,2 giây và khoảng cách chấm công là nhận diện là từ 0,5 đến 2 mét tự động nhận diện. Đấy, và cái này các bạn có thể điều chỉnh được cái mức độ nhạy cũng như là khoảng cách nhận diện này nhé. Đầu tiên khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là máy. Thiết bị chính này là máy. Máy có thiết kế rất là nhỏ gọn, đẹp giống như điện thoại. Thân bằng hợp kim nhôm chắc chắn. Màn hình cảm ứng. Đấy, hai camera kèm theo đèn led. Tiếp theo đầu đọc vân tay. Và khu vực đọc thẻ từ ở đây. Đấy. Ta sẽ có máy này. Bộ chân đế để gắn vào tường. Đây. Chúng ta sẽ có bộ chân đế gắn tường. Đấy. Nó sẽ gắn như này. Gắn tường đi nhá. Tiếp theo là phụ kiện bao gồm là sách hướng dẫn này, các đầu dây kết nối, bao gồm là cái đầu dây kết nối nguồn để đầu âm, bộ cổng cắm USB để trích xuất dữ liệu trong trường hợp các bạn không có kết nối mạng, cổng đầu lối cổng mạng, đầu lối cổng mạng đây, và bộ jack để đấu nguồn cũng như là kết nối khóa điện tử, kết nối với bộ điều khiển cửa trung tâm trong việc kiểm soát ra vào. Đấy. Đây là một bộ sản phẩm thì có bao gồm những thiết bị này và kèm theo cái tủ nguồn cấp nguồn adapter dòng điện là 12V DC 2A công suất 24W. Đấy. Các thiết bị đi kèm như thế. Và tiếp sau đây thì mình sẽ cấp điện và hướng dẫn sử dụng cái máy này. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho đẹp. Để sử dụng cái máy này thì đầu tiên thì chúng ta phải cấp nguồn và chúng ta lật mặt đít ra, chúng ta dùng cái tô vít nhỏ bốn cạnh. Ở cái bảng lắp này nó sẽ có một cái sơ đồ để mà các bạn đấu nối dây, bao gồm là cổng kết nối 12V nguồn 12V DC này, ký hiệu power này. Đấy, cổng wagon này để kết nối đầu đọc thẻ phụ. Cổng GF485 để kết nối với cái bộ điều khiển cửa trung tâm và những cái chân để đấu nối khóa cửa. Bao gồm chân cắm com nối OLC, đó, chân GND để đấu nối nút exit và đấu nối lựa cho trong hộp đọc khẩn cấp. Đấy, trước tiên thì chúng ta sẽ tháo cái lắp này ra, dùng tôi biết tháo lắp ra nhé. Thế thì chúng ta sẽ tháo cái lắp này ra. Và chúng ta lấy những cái dây rắc để cắm vào. Thì ở đây mình sẽ có cái rắc mạng này. Rắc mạng chúng ta cắm cái rắc mạng ở đây. Đấy, cắm rắc mạng ở đây. Một số trường hợp thì các bạn có thể đấu nối dây, cắm dây LAN trực tiếp vào đây, không cần phải qua cái đầu nối này nữa. Cái đầu nối này nó mục đích là cắm sẵn ở đây để cho việc mà dây nó không bị cộm ở đây. Đấy, như
những cái đường dây mạng LAN nó to nó cắm vào đây nó sẽ bị cộm, thì ở đây nó có cái đầu nối sẵn ở đây. Đấy. Tiếp theo là cái chúng ta sẽ có cái rắc cắm ở đây. Đấy. Nó cắm đây. Cái này mình bỏ ra mình giấu cho dễ này. Mình không cần dùng đến. Mình sẽ cắm rắc ở đây nhá. Ở đây là vì là mình cái video này mình có hướng dẫn sử dụng về cái máy không. Đấy, nên là mình sẽ chỉ cắm cái rắc này. Rắc này và mình đấu cái rắc nguồn mà thôi. Đấu cái rắc nguồn. Đấu rắc nguồn thì mình sẽ cắm. Đấy. Rồi sau khi các bạn cắm nguồn cho thiết bị này thì đợi một chút máy sẽ khởi động. Đấy, máy sẽ khởi động. Ở trạng thái thiết bị ban đầu khi khởi động ấy thì là máy ở chế độ mặc định và sẽ yêu cầu là mình phải kích hoạt tạo mật khẩu để đăng nhập vào máy thì máy mới sử dụng được. Với dòng máy chống công của HipVision nó sẽ có yêu cầu như vậy. Đấy. Thì các bạn sẽ chờ nhá. Chờ. Đấy. Sau khi máy đã kích hoạt ở máy này mình đã kích hoạt rồi. Các bạn do là máy này mình đã kích hoạt rồi nên các bạn sẽ tạo cái mật khẩu ở cái bước trước đó như mình vừa nói ấy, là các bạn tạo mật khẩu là từ 8 đến 16 ký tự bao gồm chữ và số. Đấy, và tối thiểu là chữ và số phải đi kèm nhau chứ không được chữ không hoặc không được số không. Thì sau khi mở máy truy cập vào menu á, để truy cập vào menu này mình sẽ lấy lại này, để truy cập vào menu trên màn hình này các bạn nhấn giữ ngón tay trên màn hình khoảng tầm 2-3 giây nó sẽ có biểu tượng ngón trỏ này, này ngón trỏ sang trái hoặc sang phải ấy. Đây, nhấn giữ này, đấy ngón trỏ sang phải sang trái này, các bạn nhấn gạt sang. Nếu mà máy nào mà có yêu cầu bạn đã thêm cái quản trị bằng khuôn mặt thì các bạn để khuôn mặt vào đây thì nó sẽ tự mở được menu, còn không có thì các bạn sẽ phải nhập mật khẩu hoặc vân tay. Đấy, ở đây mình nhập vân tay mình lấy lại nhé. Đấy, nếu mà có khuôn mặt thì khuôn mặt nhé, còn thêm vào vân tay hoặc thêm vào mật khẩu thì sẽ nhấp vào đây để xác thực đi vào này. Ở trong cái phần danh mục menu thì chúng ta có người dùng này, người dùng là tức là cái mục thêm nhân viên, xóa, sửa, xóa nhân viên đấy. Đấy, những thông tin về nhân viên, người dùng đấy. Tiếp theo là truy cập là để điều khiển cái kiểu truy cập cửa, mở cửa, điều khiển khóa. Tiên đây là cái chế độ theo kiểu như là chấm công ấy. Đấy. Cái liên lạc này là để kết nối, thiết lập các kết nối đến máy tính. Đấy. Cơ bản là tức là cái phần hệ thống ấy, để mình setup một số tính năng ở trong máy. Phần sinh trắc học là phần setup, thiết lập một số cái tính năng về vân tay và khuôn mặt. Dữ liệu là để cho ta biết được là những cái thông tin dữ liệu, sửa xóa dữ liệu ở đây, hồ sơ dữ liệu, và cuối cùng là phần bảo dưỡng.
là để cho chúng ta biết thông tin của máy, lẫn là khởi động lại máy hoặc là khôi phục lại máy về trạng thái ban đầu. Về phần đi vào chi tiết thì chúng ta khi sử dụng thì chúng ta sẽ nhấp vào phần người dùng. Nếu mà chúng ta thêm nhân viên ở trên trực tiếp trên máy thì các bạn sẽ nhấp vào người dùng. Còn có một số trường hợp thì các bạn có thể là thường là hay sử dụng ở trên phần mềm, tức là các bạn thêm sửa xóa người dùng ở trên nhân viên ở trên phần mềm á. Và khi mà thêm sửa xóa đó thì các bạn thêm trên phần mềm và trên máy là nó sẽ hiển thị lên cái thao tác để mà các bạn thêm vân tay hoặc là thêm khuôn mặt thì các bạn thao tác ở trên máy này. Với phần người dùng này, nhưng mà người dùng các bạn muốn thêm người, các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây, nhấn vào dấu cộng. Các bạn đầu tiên là ID nhân viên, cái này mặc định nó sẽ tự nhảy theo số tiến, và nhưng mà mình có thể mình thay đổi đó, ví dụ thay đổi đây, nhấn vào đây số muốn số bao nhiêu, số bao nhiêu thì là nhấp vào đây. Đấy. Không có là hủy. Tên chưa xác định, tên thì mình tùy đặt nhé, tên mình tùy đặt, ví dụ mình đặt tên là phố công nghệ này. Đấy. Thẻ các bạn nếu mà có thẻ từ thì các bạn nhấp vào đây, các bạn nhấp vào đây, sau đó các bạn nhấn vào dấu cộng, các bạn quẹt thẻ thì nó sẽ nhảy ra số thẻ ở đây, số thẻ ở đây, và các bạn nhấn vào tích V ở đây là nó thêm số thẻ thành công. Nó sẽ thêm được tối đa 5 thẻ trên một nhân viên nhé, trên một người dùng. Tiếp theo vân tay, đây nó có ghi hiệu 5 thẻ, tối đa 5 thẻ vân tay, và các bạn thêm được tối đa 10 vân tay. Các bạn nhấp vào đây, các bạn ấn vào dấu cộng đây để thêm vân tay. Đấy, dấu cộng thêm vân tay. Đấy, các bạn nhấp vân tay vào đây, nhấp vân tay, nhấp nhấn giữ 3 lần. Đấy, các bạn lấy ngón tay nữa thì là các bạn nhấn vào dấu cộng. Đây. Ấn giữ này, nhấp ngả ra này, nhấn giữ nhả ra này. Đấy, và các bạn lấy được tối đa 10 ngón tay nhé. Tiếp theo ở phần mật khẩu mình xin lưu ý là cái phần mà đặt mật khẩu cho người dùng, có nghĩa là muốn chấm công bằng mật khẩu ấy, thì nó sẽ phải thực hiện ở trên máy tính mới làm được, chứ ở trên máy này, trực tiếp trên máy nó sẽ không làm được. Đấy, thế là các bạn phải thêm tải người dùng này về máy tính này, sau đó vào cái phần thiết lập thông tin của người dùng này, các bạn đặt mật khẩu cho nó và đẩy ngược lại máy thì mới có cái phần mật khẩu được cho người dùng này nhé. Tiếp theo là phần khuôn mặt này, các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn nhìn vào cái biểu tượng hình tròn đây này. Đấy, cái biểu tượng hình tròn. Bây giờ cái biểu tượng hình tròn đây thì là cái, sau đó các bạn nhấn vào cái biểu tượng, cái nút chụp ảnh đây, nó sẽ chụp ảnh lại cho bạn. Nó sẽ chụp ảnh lại cho bạn để thêm người dùng. Đây, ví dụ mình thêm. Sau đó sau khi ấn chụp xong thành công thì nó sẽ có thông báo đã cấu hình này. Tiếp theo xác thực cài đặt thì các bạn để mặc định là chế độ của thiết bị. Chỗ vai trò người dùng này, nếu mà các bạn để người dùng thường thì tức là các bạn giống như một người nhân viên bình thường, và tất cả những người làm mà các bạn đều đặt như này thì là giống như một cái người mà chấm công và để mà truy cập được vào máy thì là sẽ cần cái mật khẩu chung kia là lúc đặt ban đầu. Còn nếu mà các bạn đặt ở chế độ là quản trị viên thì muốn mở máy, muốn truy cập vào phần menu của máy này, các bạn sẽ nhập mật khẩu vân tay của bạn vào. Đấy. Và để xóa cái người này thì là mà người nhân viên đã thêm ở trên máy ấy, nó sẽ có danh sách đây, người nhân viên đã thêm trên máy thì là các bạn nhấn nút xóa ở đây, hoặc là muốn sửa tên hoặc là thêm vân tay, thêm thẻ từ gì là các bạn điền thao tác giống như cái lúc mà bạn thêm ban đầu. Đấy. Tiếp theo ở cái danh mục là truy cập này nó sẽ có xác thực chế độ, xác thực đầu cuối chế độ này thì các bạn lưu ý là
Cái này nha, mình sẽ khi mà sập chế độ này, tức là khi mà bạn ấn vào đây, các bạn để đơn chứng nhận, các bạn ấn vào đây. Đấy, các bạn ấn vào đây nhá. Các bạn có những cái chế độ là tích vào đây, xác thực một vân tay thẻ từ mật khẩu, các bạn bỏ tích cái nào thì nó sẽ không chấm công được cái chức năng đó. Đấy. Các bạn tích hết thì nó sẽ chấm được tất cả các chức năng đó. Đấy. Và ở đây nó có một số cái thao tác, ví dụ như là tiếp xúc cửa nó lại gọi là vẫn đóng. Đấy là tùy theo từng loại khóa. Cái này là giống như kiểu khóa chốt rơi hoặc là khóa tự hút. Bạn dùng khóa nào thì là tích vào đây. Ví dụ khóa chốt rơi với khóa tự hút thì nó gọi là tiếp điểm thường đóng, thì là mình sẽ chọn là vẫn đóng. Đấy. Thời gian mở cửa thì cho vòng 5 giây. Khoảng thời gian xác thực 0 giây. Đấy. Tiếp theo phần tiên, đây là phần chấm công. Thì chỗ này chỉ có ghi là cái chế độ chuyên cần thủ công hay tự động, hay thủ công tự động. Thì những cái này là mình sẽ giới thiệu qua thôi. Nhưng mà về cái phần mà thực hiện chấm công ấy, thì nó sẽ dùng trên phần mềm cơ, chứ nó không dùng ở đây. Vì là dù cho bạn có cái lối mạng LAN trên máy này, hay là lấy dữ liệu từ mạng LAN, hay là dữ liệu từ USB, thì các bạn vẫn phải cài cái phần mềm IVMS 4200 lên máy tính thì các bạn mới chấm được công. Tiếp theo phần liên lạc. Phần liên lạc này là để các bạn kết nối máy tính, bao gồm kết nối mạng có dây. Khi các bạn ấn vào đây thì là setup cái địa chỉ IP của máy, bao gồm là địa chỉ IP này, mà mặt lạ này, slot mask này, cổng kết nối là tức là default gateway này. Đó, cùng máy chủ DNS. Thì những cái này nó sẽ hiện tại mặc định của máy nó đang để chế độ địa chỉ IP này là địa chỉ IP mặc định. Thì tùy theo vào cái trạng thái mạng của cái nơi bạn lắp đặt nó cụ thể như nào thì bạn đặt theo như đó. Ví dụ như là ở đây nó mặc định là 192.0.0.64 mà địa chỉ mạng của bạn là 192.168 đấy .1 chấm bao nhiêu đó thì các bạn phải đặt theo cùng cái giải đó. Giải tức là ví dụ như phải đặt giải là 192.168.1.64 để cùng giải. Và cổng kết nối sẽ là 192.168.1.1. Nghĩa là tùy theo cái thông tin mạng cái nơi lắp đặt máy này. Cái setup cái giấy 485 hoặc là cái wagon này, cái này là để thiết lập cho cái việc mà kết nối đến cái đầu lọc phụ hoặc là cái bộ điều khiển cửa. Thì khi nào mà các bạn có cái việc kết nối đó cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn sâu thêm. Còn cái này mình chỉ nói qua là nó dành cho việc đầu nối đấy thôi. Tiếp theo là phần cơ bản. Cơ bản đây nó chỉ có những cái phím tắt rồi là cài đặt giọng nói, thời gian, cài đặt thời gian như nào này. Đấy. Cài đặt thời gian múi giờ, cài đặt ngôn ngữ. Đấy. Cài đặt một số ví dụ số khu số nhà để cho việc mà mình giấu cho nó dễ trong trường hợp mà máy hệ thống đấy nó sẽ dùng máy nhiều máy này. Đấy là một số ý thiết lập cơ bản về máy, thiết lập về máy thôi. Chưa còn mà nếu mà không có gì yêu cầu cao thì các bạn hãy để mặc định theo cái máy này. Và rồi sinh trắc học, đến mục sinh trắc học. Sinh trắc học. Đấy, nó sẽ có chế độ áp dụng trong nhà hay là khác thì các bạn cứ để mặc định ở trong nhà. Tại vì máy này nó chỉ lắp được ở trong nhà thôi. Đấy. Mức sống động của khuôn mặt thì các bạn để thường hết, thường cho đấy cao nhất nó lại nhạy quá. Khoảng cách nhận diện cái này các bạn cũng đáng lưu ý này. Cái chỗ này nó đang để chế độ tự động, tức là bạn đứng ở khoảng cách 2m hay là 1m hay là 50cm thì nó sẽ chấm công, và khả năng chấm công nó rất là nhanh. Thì trong một số trường hợp ấy, các bạn nhấn vào đây, trong một số trường hợp nếu mà các bạn mà thấy nhanh quá, tức là các bạn đứng ở khoảng cách 2m mà thấy nhanh quá mà nó phiền phức, nó chấm nhiều, thì các bạn có thể rút ngắn cái khoảng cách xác thực nó đi. Ví dụ như chỉ còn 1m hoặc 1.5 hoặc là 0.5m. Để khi mà các bạn đứng vào cái khoảng cách đó thì máy nó mới xác thực. Còn ở khoảng cách 2m thì máy nó sẽ không xác thực, không chấm công. Đấy, như thế thì nó sẽ đảm bảo cho việc mà đỡ bị tốn tài nguyên dữ liệu xác thực liên tục của máy.
Đây là khoảng thời gian nhận diện. Khoảng thời gian nhận diện khuôn mặt. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh ở đây nhé. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, và một số cái chế độ độ dưới này thì các bạn có thể đặt mặc định theo máy, không cần thiết phải can thiệp sâu vào cái đấy nữa. Mình chỉ có nói lưu ý đến phần nhận diện khuôn mặt thôi, là khoảng cách nhận diện khuôn mặt và thời gian nhận diện. Cái đấy là để cho mình có cái linh động hơn trong việc sử dụng. Đấy. Thế nào, dữ liệu sẽ bao gồm là việc xóa dữ liệu, nhập dữ liệu và xuất dữ liệu. Xóa là tức là của chúng ta xóa hết tất cả những dữ liệu gì ở trên máy, mình xóa hết, bao gồm là dữ liệu người sử dụng, dữ liệu chấm công. Đấy. Nhập dữ liệu là tức là các bạn nếu mà trên máy này nó bị xóa hết thì các bạn muốn nhập lại thì các bạn phải có cái file xuất ở dưới, bạn xuất ra trước đã. Đấy, sau đó thì bạn thông qua cổng USB hoặc là thông qua cái phần mềm trên máy tính, các bạn tải ngược lại máy này thì máy này nó sẽ lạp lại cái dữ liệu dung lượng đó. Đấy. Và cuối cùng là mục bảo dưỡng này để cho các bạn biết, thứ nhất là thông tin hệ thống này. Đấy, cho tao biết được model của máy, số serial, rồi là cái phiên bản phần mềm nó là bao nhiêu. Đấy, mã QR của thiết bị để chúng ta quét thiết lập từ xa. Đấy. Đây là thông tin của máy. Rồi là dung lượng, thứ hai mục dung lượng để cho chúng ta biết là chúng ta đã dùng được bao nhiêu rồi. Dung lượng người dùng nó có tối đa là 3000 thì chúng ta đã dùng được 1 rồi. 3000 chúng ta dùng được 1. Khuôn mặt chưa. Đấy. Rồi là số thẻ bao nhiêu. 3000 thẻ ở đây có dung lượng 3000 khuôn mặt, 3000 người dùng, 3000 thẻ, vân tay 3000. Và sự kiện tức là mỗi lần xác thực chấm công ấy, thì là nó sẽ có là tối đa là 150.000 lần. Thì ở đây mình mới dùng có 35 lần. Ví dụ như thế. Về sau các bạn sử dụng thì các bạn có thể kiểm tra cái phần này để xem là dung lượng máy này nó còn hay không. Đấy. Tiếp theo nâng cấp thiết bị, cái này là để trong trường hợp mà các bạn nâng cấp cái firmware của máy, các bạn cắm USB vào đây. Trong USB nó sẽ có cái phiên bản firmware mới nhất, phiên bản phần mềm của máy mới nhất. Các bạn nâng cấp. Thế và ba cái mục cuối nó sẽ là mục mà khôi phục lại tất cả các thiết lập của nhà máy, khôi phục lại mặc định hoặc là khởi động lại thiết bị. Rồi trên đây là cái giới thiệu cũng như là hướng dẫn sử dụng cái máy chấm công khuôn mặt và vân tay thẻ từ mật khẩu của cái máy chấm công Hikvision K1DS K1T341AMF. Cái về hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái máy này, nó sẽ áp dụng gần như là các tính năng của cái máy Hikvision, nó gần như là nhiều cái máy nó giống nhau hết, dòng máy 341 series hoặc là 671 hoặc là 331. Đấy, là cũng cùng có một cái kiểu giao diện sử dụng giống nhau. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như giá của sản phẩm tốt nhất thì xin mời các bạn truy cập website là phocongnghe.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 0988 803 283 qua Zalo lẫn như là cuộc gọi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.